chào tất cả các bạn khán giả. Đây là lần đầu tiên Sam đến với lại gương mặt thân quen, nhưng mà lại là một điểm rất là đặc biệt. Đó chính là ở một chương trình gương mặt thân quen phiên bản song ca, một cái phiên bản hoàn toàn mới luôn. Thì Sam nghĩ là một cái phiên bản hoàn toàn mới như thế này sẽ mang đến cho quý vị khán giả những điều rất là thú vị và mới lạ. Đặc biệt là ở trong chương trình này thì chúng ta sẽ có một cặp song ca, đó chính là các bé thí sinh nè cùng với lại mentor mình. Thì Sam nghĩ đây là một sự kết hợp nó sẽ rất là thú vị luôn, và mong rằng là sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều điều thú vị. Hy vọng có thể may mắn được giành được giải nhất tuần.